Cũng trong ngày 11 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử đối với 94 bị cáo trong vụ băng áo cam gây náo loạn tại quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh thời gian trước đây. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong vòng 4 ngày. Theo hồ sơ, ngày 2 tháng 6 năm 2020, Hồ Chí Linh trong lúc đang xem nhóm phụ nữ kẻ nhau tại phường An Lạc A, quận Bình Tân thì bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đuổi đánh. Linh nghi những người này là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành, nên tập hợp nhiều người và hung khí tìm đến nhà thành đánh trả. Đến nơi, nhóm của Linh xông vào chém thành gây thương tích và đập phá một số đồ đạc trong nhà. Thành xem lại camera thì phát hiện phát còn gọi là lép của tên gia nên tập hợp người đánh trả. Hay tin phát cũng nhờ Trần Thanh Tuấn còn gọi là Tuấn Bê huy động người để hẹn đánh nhau với thành nhưng không gặp. Ba ngày sau, thành nhờ Trí Nhãm cùng nhiều người khác chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Tối cùng ngày, Nhóm của Trí gồm hơn 60 người mang theo hung khí, tập trung tại một xưởng may ở Bình Chánh. Tại đây, những người chưa có hung khí thì được Trí và Xuân Thành phát mỗi người một hung khí, gồm chĩa dao mã tấu hoặc bom xăng, và một áo bíp màu cam, loại áo trong bóng đá, mặc vào để phân biệt khi đánh nhau, không bị nhầm. Sau đó, Trí Nhãm dẫn đầu nhóm đi xe máy qua nhiều tuyến đường, rồi tập trung trước quán ốc Hương ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, gây náo loạn cả đoạn đường. Lúc này anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn trong quán cầm điện thoại lên nghe thì nhóm áo cam tưởng anh Long quay phim nên xông vào chém anh này gây thương tích 35% và đập phá quán gây thiệt hại 5 triệu 500 ngàn đồng. Cùng thời điểm, nhóm Tuấn B cũng chạy xe máy cầm theo hung khí đã tìm nhóm của Trí Nhãm để thanh toán nhưng trên đường đi thì bị cảnh sát trấn áp. liên quan đến vụ án đối với các bị can nguyễn thanh liêm đặng văn anh tài trần thành lực trong quá trình điều tra đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình tuy nhiên các bị can này bị bệnh và đã chết nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với liêm tài và lực